là Tùng con bà nha, khéo chọn vợ ghê á. Lấy được cô vợ vừa xinh xắn, vừa trắng trẻo, vừa dễ thương nữa. Mà tôi nghe nói á, con dâu của bà nó làm phóng viên á cho tòa soạn lớn phải không? Đúng rồi, bởi vậy á, lúc mà con trai tôi đưa nó về là tôi đồng ý một cái rụp liền. Tại tôi thích cái kiểu phụ nữ mà trẻ trung năng động giống như con dâu của tôi vậy đó. Hello mấy bà. Hello. Nè, hôm nay tôi mang bánh á, do chính tay con dâu tôi nó làm nè. Cháu nó đang khai trương ở trên quận nhất á. Tôi mời các bà ăn để các bà nhận xét nha. Rồi, ăn thử coi nha. Ăn đi, ăn đi. Nè. Ngon chưa? Bánh ngon thiệt á. Nó vừa mềm vừa mịn, mà cái mùi thì rất là thơm nha. Trời, sao bà ăn nhiều quá vậy? Bộ con dâu bà nó không làm bánh cho bà ăn hả? Bà nói gì mà con dâu tôi không làm bánh tôi ăn? Thì bánh bà đem tới thì tôi lịch sự tôi ăn vậy thôi. Trời ơi, con dâu của tôi á, chẳng những nó làm bánh ngon mà nó còn làm bánh đẹp hơn bánh con dâu của bà nữa. Ủa, vậy con dâu của bà Trúc cũng biết làm bánh nữa hả? Chứ làm sao? Không chỉ làm bánh thôi mà nó rất là đảm đang. Nè, tôi nói mấy bà nghe nha. Sáng sớm ngủ dậy á, con dâu của tôi á, nó làm đồ ăn sáng, nó dọn dẹp, nấu đồ ăn xong nó còn soạn quần áo cho tôi đi làm nữa. Ôi, vậy con dâu bà là số 1 rồi. Vừa biết nữ công gia chánh mà còn biết đi làm kiếm tiền nữa chứ. Trời ơi, sao có bà dễ tin quá vậy? Biết đâu bà thêm mắm thêm muối vậy sao? Chừng nào có bà ăn cái miếng bánh á, do chính tay con dâu bà làm á, hãy tin. Nè nè, bà nói chuyện với đàng hoàng nha. Thêm mắm thêm muối cái gì? Nè, tuần sau á, con dâu tôi nó đi nước ngoài về, tôi mời các bà lên tiệm bánh của con dâu tôi á, các bà ăn. Trời ơi, các bà ăn xong các bà mê ly luôn. Được ạ, được ạ. Cần gì phải tuần sau, ngày mai á, tôi sẽ mời mấy bà thưởng thức bánh của con dâu tôi làm, để cho mấy bà coi tay nghề của con dâu tôi xuất sắc như thế nào. Vậy hả? Thôi tôi không biết, miễn sao hả, mà có bánh ngon hả là tôi có mặt liền à. Rồi, để tôi chống mắt lên coi con dâu bà nó làm bánh ngon tới cỡ nào. Trời, đương nhiên là bánh của con dâu tôi á là phải ngon hơn bánh của con dâu bà rồi. Thảo nè. Dạ mẹ. Ngày mai con rảnh không? Dạ. Mẹ tính nhờ con chút chuyện. Chuyện gì vậy mẹ? Con làm cho mẹ một cái bánh gì đó ngon ngon á, để mẹ đãi hội bạn thân của mẹ. Mẹ lỡ hứa với mấy bà rồi. Con làm bánh hả? Mẹ hứa rồi hả mẹ? Làm cho mẹ cái bánh gì cũng được, ngon ngon á, tầm khoảng 4-5 người ăn. Dạ ngon ngon. Dạ rồi con biết rồi, con sẽ cố gắng. Dạ. Mấy cái vụ làm bánh này chắc lên mạng coi một chút là làm được mà. Không sao đâu. Mai mấy bà cứ thưởng thức bánh của con dâu tôi làm. Phóng viên làm bánh ngon mới có chuyện nói chứ. Chứ còn Hương Thọ làm bánh ngon nói làm gì. Mai gặp. Thưa giám đốc, hình như giám đốc muốn nhờ Thảo con tôi làm bánh không ạ? Tôi định nhờ nó làm ít bánh đãi mấy bà bạn tôi, hy vọng nó không làm tôi thất vọng. Tôi nghĩ rằng làm bánh thì Thảo rất là ngon, ai ăn cũng sẽ nghiện. Được vậy thì mừng rồi. Cảm tôi yên tâm. Thôi tôi đi làm. Dạ. Làm bánh. Chà. Bà coi đó, chịu nổi không? Trên đời có ai như mẹ chồng tôi không? Sao? Tự dưng cái đi khoe với mọi người là tôi biết làm bánh. Muốn lộ muốn lạ tôi còn biết, chứ tự nhiên em làm bánh. Thiệt tình luôn á. Mà làm bánh thì rất là phiền phức, bao nhiêu là công đoạn, bao nhiêu là công thức. Học hoài mà cũng không nhớ được nữa. Mà tức thiệt chứ, không thèm hỏi ý kiến của tôi trước một tiếng nữa. Tự nhiên đi hứa cho đã xong rồi về nói, con, ngày mai con phải làm bánh cho bạn của mẹ ăn. Rồi xong. Trời ơi, cái xong bây giờ tôi phải hốt cái đống này nè. Không ấy á, bà đi ra ngoài tiệm đó kiếm cái nào mua đại về đi. Còn không á thì coi cái nào mà làm đơn giản nhất mình làm. Mà chán mấy bà mẹ chồng thiệt, làm như con dâu là mấy con bé vậy. Tối ngày đem ra khoe, con dâu của tôi biết làm cái này, con dâu của tôi biết làm cái nọ. Vậy chi không biết nữa. Ủa, bà đang nói tôi á hả? Ê, rồi nè, nhanh gọn lẹ mà còn rẻ nữa, bánh chuối chiên được không?
Tôi nói bà nghe, bà làm cái món bánh đó là mẹ chồng bà chửi bà luôn á. Sao vợ mắc gì chửi, bánh chú Chiên ngon mà. Thôi đi, người ta làm á, người ta phải làm một cái bánh gì á mà thật là đẳng cấp và sang trọng. Đây, tìm ra được rồi đó. Bánh tiramisu. Cái này coi bộ cũng được à. Vậy quyết định gì đi, chốt đơn là bánh tiramisu nha. Ừ. Thôi coi coi, bánh tiramisu. Nè nè nè. Dạ. Mấy cô coi liên lạc với cậu Đức giùm tôi nha. Kêu theo dõi cái đường dây đánh bạc chui. Mà mấy hôm nay im lìm, không có liên lạc gì được hết. Dạ, để em tìm cách liên lạc với ảnh cho, sếp vô nghỉ đi sếp. Ừ. Nếu được thì báo tôi liền nghe chưa. Dạ. Dạ sếp. Ủa, ông Đức mà lơ là công việc hả? Sao nghe lạ quá vậy? Chuyện lạ? Thôi thôi kệ đi, tôi không có còn đầu óc để quan tâm mấy cái chuyện đó đâu. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có bánh tiramisu. Bánh tiramisu. May quá mình mua kịp. Chắc là không phát hiện ra đâu ha. Bánh này ở nhà làm. Bà giám đốc rất thích ăn bánh. Mà bánh nhà làm bà còn thích nữa. Bánh này... Bà làm. Ba làm á hả? Hồi nào tới giờ con đâu có biết làm bánh. Đúng không? Ba làm thế con. Bây giờ con mang bánh này vô trong. Bà nghĩ sẽ tốt không? Bánh này người ta làm mà. Vô đi. Ba, con cảm ơn ba. Mà đó giờ biết làm bánh nào giờ con mới biết luôn á. Thôi đi đi con. Dạ vậy thôi con vô nha, con trễ giờ. Cố lên, cố lên. Cảm ơn ba, cảm ơn ba. Con cũng khéo tay ghê nha, làm cái bánh đẹp vậy không phải dễ đâu à nha. Nhìn y như mấy cái bánh mà trong nhà hàng 5 sao vậy đó. Cô quá khen. Con chỉ cố gắng hết sức làm trong khả năng của mình thôi ạ. Tôi nói với mấy bà rồi, con dâu tôi nó đảm đang lắm. Mấy cái này nó búng tay cái là xong hà. Nhìn không biết đâu ngon hay dở, ăn rồi mới biết bên trong hay sao. Ủa thì ăn mệt ghê. Con à, con cắt bánh ra mời mấy cô ăn đi con. Dạ mẹ. Dạ con mời cô. Cảm ơn con. Coi ăn coi ngon không nghe. Cảm ơn. Công nhận bánh này á ngon thiệt á, ngon hơn bánh ngậm qua bà Đào đem tới đó. Dạ. Yeah. Cô ạ. Đây tôi coi thử nha. Chuẩn nhà hàng 5 sao luôn. Dạ, cảm ơn mẹ. Cảm ơn con. Cảm ơn con dâu của mẹ, bánh làm ngon lắm. Dạ, đâu có gì đâu mẹ. Được làm bánh cho mẹ với các cô đây ăn á là một vinh dự rất là lớn của con rồi ạ. Công nhận á, bà Trúc á, bà có phúc ghê luôn á. Có được con dâu hả, xinh đẹp, giỏi giang mà lại lễ phép nữa chứ. Con của tôi á, nó giỏi lắm. Mấy cái này đâu có gì đâu, nó còn xuất sắc nhiều thứ lắm kìa. Dạ mẹ ơi, con xin phép mẹ, xin phép mấy cô nghe điện thoại. Ngon, công nhận bánh ngon. Ừ. Mấy bà ăn nhiều nhiều vô đi. Bánh ngon mà. Ừ, ngon thiệt các bà. Mẹ ơi, con xin phép mẹ, xin phép mấy cô, con phải đi săn tin gấp ạ. Có gì đâu phải xin lỗi, công việc làm ăn mà. Đi đi con. Dạ con chào cô, con thưa mẹ, con thưa cô, thưa cô, thưa cô, con đi. Dạ. Mấy bà thấy chưa, con dâu tôi á, lúc nào nó cũng sốt sắng, nhiệt huyết với công việc như vậy đó. Chú ơi, mở cửa đi chú. Trời ơi, từ từ, để tập trung. Trời chú Thắng ơi, chú ráng chú Thắng lại chút xíu đi cho tới con đi. Trời đang đi sao mày díu lại được. Ôi chết luôn. Hai cái đứa này, mày làm cái gì mà la ấu ông chùm vậy? Hả? Chú cháu mày rùm trời à. Đi toilet.
ngon không? Ơi gì sao anh ăn vậy? Mày ăn không nè? À, chút cho miếng ăn rồi. Ơi anh đừng có ăn, trời nãy giờ hai chú cháu đi toilet á. Bà ơi bà, đừng có ăn, bà ăn là bà đứng ngồi không yên luôn á. Ăn nói mất vệ sinh. Anh không hiểu ý em mà. Tới chú, tới chú. Anh ơi. Tới nữa rồi, tới nữa rồi. Mở cửa con, ưu tiên ba chủ nhà con. Công nhận bánh, bánh ngon đấy. Mình ăn hết ăn luôn, bánh đá luôn. Tối nay khỏi ăn cơm luôn. Non, ngon. Ui da. Bà đau bụng hả? Trời ơi, không lẽ ăn cái bánh này bị đau bụng? Không biết nữa. Bà nói gì vậy, tự nhiên ăn bánh mắc mớ gì đau bụng? Thì hồi nãy á, tôi ăn miếng á, tôi thấy nó sống ở bên trong á. Ăn nói vô đàng hoàng, bánh con dâu tôi làm mà mắc gì mà sống mà đau bụng. Ê, đó. Trời, tôi cũng đau nữa nè. Chắc tại ăn bánh bị sống quá. Thôi đi mấy bà ơi, mấy bà kỳ cục quá à. Tự nhiên là mấy bà ăn gì tầm bậy tầm bạ đau bụng rồi mấy bà đổ thừa ăn bánh con dâu tôi. Sao mẹ? Chóng rồi. Thưa hai mẹ mới về. Chào chồng. Ủa, nhà mình có chuyện gì căng thẳng vậy? Để con lên thay đồ trước nha. Thưa mẹ.